Ủa luôn đó, tối nay là anh Nghĩa thoát cảnh vô gia cư rồi đó. Phải không chị Linh? Nói gì nữa thiệt cái bộ à. Anh Nghĩa tối nay là có nơi ở ấm rồi đó nha. Tối nay mà tại đây chở sao? Từ đây chở sao đó, cái này chính miệng anh Nghĩa nói nè. Không phải tối nay mà từ đây trở về sao. Rồi gì đó. Rồi mấy ngày nay ăn Tết làm sao? Bữa kia ngủ mùng 2 Tết đi mặc áo dài đi chùa không chịu đi. Anh đâu có áo dài vậy. Em có mua áo dài sẵn cho mấy người mà. Em bắt mỗi người mặc cái mà. Bởi sáng hẹn tính chở anh đi, anh không đi. Đi mấy bữa nay khỏe không? Khỏe, em tính ngày mai rồi khai trương á. Ngày mai là khai trương hả? Dạ. Hôm qua, sáng nay nữa cũng có 2-3 người ở San Jose xin số phone để gọi kêu anh làm việc đó, gọi chưa? Chưa, anh chưa thấy gọi. Chưa thấy gọi hả? Coi chừng cái điện thoại. Tính là ngày mai là anh khai trương đó. Ừ, có 2 người gọi xin số phone anh Nghĩa để làm á, em có cho đó. Dạ, xin kêu em. Ừ. Để cho người ta gọi cái được job gì ở đây thì mình làm ha. Rồi với lại là anh bữa không có lưu số anh Dũng hả? Không em, có gì anh cho số anh. Tại bữa đó anh nói nghe chắc không rõ hay sao đó, anh nói là sáng ngày mai có gì. Trời anh ơi. Điện thành ra bữa đó anh cũng chờ hoài mà không thấy anh điện, rồi anh muốn điện anh mà không có cái số phone. Trời ơi, bữa đó xong rồi không lưu số vô bữa gì. Nên chút nữa đi, chút nữa em cho bấm vô rồi. Yeah. Rồi xong rồi anh gọi cho anh Dũng rồi nói. Ok là em, anh điện làm coi sao. Yeah. Ha. Anh cần việc làm nhất mà. Uh-huh. Bởi bữa anh Dũng nói với em là có hẹn để ra quán cà phê mà sao rốt cuộc anh không có ra đó. Nè nãy đang nói chuyện em cố điện qua nữa nè. Ủa vậy hả? Cũng tội nghiệp, tội nghiệp cũng dễ thương lắm. Dạ. Trời ơi. Mà mình đã là hứa với bà xã mình ở Việt Nam rồi mình sẽ bù đắp lại cho bà. Thành ra giờ mình không có muốn. Đó, cũng có khán giả ở tiểu bang khác thương anh Nghĩa đó nha. Nữ đó nhưng mà thương á mà. Anh Nghĩa đó bây giờ cũng tội nghiệp mà anh Nghĩa lỡ hứa với bà xã cũ bên Việt Nam rồi. Không có ngay bà xã mình tội nghiệp đó lắm, bà cũng khổ với mình nhiều lắm. Yeah, mình cũng đã hứa với bà với mẹ mình rồi, mình sẽ bù đắp lại cho khổ. Yeah. Thành ra giờ mình cũng không muốn lưu bu nữa. Không muốn lưu bu nữa. Mà bây giờ bạn ở tiểu bang xa cứ gọi tới hỏi thăm đúng không? Thì coi như là bạn đi, đâu có gì đâu. Có khi bạn nói chuyện đồ này kia vậy chia sẻ buồn vui, phải không? Mới đầu mà bạn mà nói chuyện mà cảm thấy mà thích hợp thì chuyện gì nó đến thành ra thôi rồi, mình đúng rồi anh. Giảm nói chuyện thì nó cũng đỡ được chút. Ừ. Chứ còn nói chuyện qua lại cái chuyện tình cảm đúng mà nó dễ đó, mình khó nói trước. Dạ. Được ha. Rồi đôi khi bà xã bên Việt Nam bà buồn nữa. Bà buồn bà thất vọng nữa. Là bà xã đó là có đứa con bây giờ 30 mấy tuổi rồi anh Nghĩa. Ồ, rồi bây giờ anh Nghĩa có điện về mỗi ngày với bà xã đó không? Thì sống tham mình cũng điện về, bà cũng điện qua tại có mấy đứa cháu ngoại đó. Ừ, vậy hả? Lại điện về bữa nào cũng có chuyện chơi cháu ngoại rồi thì bà ngoại nó giữ cháu ngoại mà. Ừ. Mỗi lần mấy đứa kia muốn điện thì nó phải lấy cell phone bà ngoại nó điện. Ừ. Yeah. Nhỏ gái anh tên Mỹ Phương. Ừ, vậy hả? Yeah. Là con gái giờ có con lớn hết rồi đó ha. Dạ, yeah, cũng được 3 đứa. Ba đứa luôn hả? Ba đứa. Wow, vậy là có cháu ngoại lớn hết rồi ha. Cháu ngoại lớn hết rồi mà ông ngoại chưa nên thân hình vậy. Thì giờ ông ngoại làm lại đi, ông ngoại té rồi, ông ngoại đứng lên, ông ngoại làm lại. Có khách có chớp á. Có khách đang coi clip của Hằng là xin số phone là gọi cho Nghĩa, có chớp. Dạ. Thì mình nói rồi ai mà coi chớp mà thấy mình Hằng gọi việc làm á. Xin số phone Hằng phải không? Hằng. Dạ. Cho Hằng đang ở đây nè. Dạ Hằng cũng mới lại nói với em mà. Thì anh gọi vô đó. Thì nói rồi từ đây chớ sao mà nếu mà ai gọi tới mình nói coi cái clip của Hằng á thì mình sẽ dành cho người ta cái giá ưu tiên á. Lấy giá rẻ mà làm chất lượng cao. Dạ. Thì làm nó thật ra mình cần cái uy tín anh. Dạ. Ok, có gì anh thích cái địa chỉ của em đi chịu chút anh chạy qua em coi cho. Cái này sáng nay Hằng mới thấy gửi message xin số phone anh Nghĩa đang kêu việc làm, Hằng thét lại cho liền số phone anh Nghĩa nè. Chưa kìa, còn nói chuyện nè. Thank you so much. Ok, anh xin lỗi, anh tên gì? Em tên Nghĩa, anh tên gì? Yeah.
Dạ. Thảo hả? Bảo. Ok, Bảo. Ok anh Bảo, có gì về hết cái địa chỉ của em rồi chiều nay mình gặp. Còn nếu không rảnh thì muốn giờ nào đó thì cứ thấy điện lại em giờ. Không, chiếc xe mình vừa ở vừa đi làm mà anh. Ai kêu tới đâu giờ nào mình cũng đi được hết á. Nửa đêm nửa hôm mà 24 cho 24 mà khách hàng gọi lại giọt ha. Không sao, anh cứ ấy đi, có gì mình chạy xuống lên chạy xuống được mà. Có gì gửi cái địa chỉ qua cho em đi, anh chạy xuống mình coi. Dạ vâng, dạ vâng, dạ dạ em cảm ơn anh. Dạ. Không có chi anh, em cảm ơn anh không có. Dạ em chào anh, dạ bye. Dạ bye anh. Ông kêu làm gì anh nghe? Thay dàn kích trình. Ồ vậy hả, rồi trúng rồi, trúng tủ rồi. Chúng tủ rồi, hình như là để về Hằng coi có ai test message hỏi chú anh Nghĩa ở đây nữa nè, sau xe á. Là nó nói cần việc làm á, để về Hằng test tiếp cho anh. Ai hỏi Hằng, Hằng gửi tiếp cho anh để anh lấy việc. Ủa cái hộp đó là kẹo gừng hay là cái gì vậy? Này mứt gừng em. Ờ ai ai cho hay là mua vậy? Mua. Mứt gừng nó mua chợ đâu mà nó có ngộ vậy? Không, cái này anh, nó gói từng viên hả? Không, cái này nó, nó bán nguyên phao rồi. Nó bán nguyên phao. Ờ, cái này của người bạn cho. Ừ. Người bạn cũng đó cũng theo anh làm company á. Ừ. Ngày đó không biết gì theo anh đó, giờ nghề cũng giỏi đó, rồi bữa là cũng cho anh. Ừ. Mua lại cho được mấy cái thuốc với cái này. Ừ. Dạ. Yeah. Rồi thì đây nè, cái tiền này là thôi đi kiếm uống phòng đi ha. Tiền này dạ. Là chắc là anh nói bạn bên Việt Nam gửi qua hả? Bạn bạn chí cốt của mình đó. Bạn chí cốt ha. Qua bạn Mỹ 20 năm rồi mình bạn kiếm thêm bạn gửi qua cho 2.000 đó. Rồi coi đi muốn Thanh phòng. Kiều nghe. Thanh Kiều tên gì? Bạn tên gì? Tên ngoài nhìn ở trong giấy tờ ôn kháng nguyên tại. À, vậy hả? Ừ. Thanh Kiều bạn Hiền. Ừ. Dạ. Thằng Nghĩa giữa tao mày chỉ có tới ngày chết mới mang theo thôi. Không, mình chơi nó từ nhỏ tới lớn, tiền bạc anh em, tiền của anh cũng như của nó, của nó cũng như của anh. Ừ, vậy luôn hả? Vậy là thân lắm à nha. Dạ, cũng còn thằng bên Đa Đa nữa, hôm nay cũng đòi gửi tiền cho anh hoài mà nó tao chưa cần. Ồ, vậy hả? Dạ. Nó cũng coi trên này nữa mới thấy anh nè. Ừ. Thôi bây giờ đi muốn phòng ở đi, rồi coi việc làm với bên chỗ cái anh chủ cũ, anh Dũng nè, gọi lại cho anh Dũng rồi để rồi, lấy cái việc làm ổn định. Dạ. Tại anh vì cái chỗ này em. Là có việc hoài luôn á, anh Dũng được. Nói nếu mà làm bên cái này là có việc là hoài luôn mà. Ước nguyện của anh là muốn làm xong mướn được cái căn nhà rộng rộng chút để kiếm mấy người mà người nào nó chịu đứng lên nó về đó. Ừ. Vừa làm mình vừa anh em ở chung chỗ nữa. Ừ thôi gán nha anh Nghĩa. Ừ. Mình gán vậy đi để cho được nó gớt hơn ha, nó tốt. Chứ bây giờ bệnh hoạn nữa rồi mình gán lại từ từ cho nó có sức khỏe lại. Không em giờ sức khỏe anh thì biết bây giờ ok rồi. Không thành okay, ra mình phải không? Mấy nhà nhờ uống thuốc mấy này giờ thấy sức khỏe mình rất ăn xong rồi không gài. Ăn xong rồi không gài khỏe phải không, với thuốc của khán giả gửi nè rồi. Ừ. Ăn xong từ Hàn Quốc gửi nữa nè. Thành vậy giờ hôm nay sắp tới có chớp là mình làm không nghỉ rồi đó. Ừ, có chớp ở đây là làm không nghỉ rồi. Dạ, mình khi mà vô chớp rồi là mình làm đầu lắc mặt tối, mình làm quên giờ giấc, mình làm thậm chí quên cả ăn mà. Ừ. Bây giờ mướn phòng thì kiếm mua tính mướn phòng sao anh? Thì thích cái lối đi riêng. Lối đi riêng. Dạ. Vậy để em về em hỏi cái phòng lối đi riêng chỗ này coi làm sao ha. Dạ. Có cái phòng này lối đi riêng mà tối hôm qua chị kia chỉ nói với em là chỉ cho 2 người 800. À, nhưng mà để coi nếu 1 người thì chỉ lấy bao nhiêu. Thì nếu mà 800 thì từ từ, nếu mà có thằng lính nào mà nếu mà cảm thấy nó dễ thương á. Ừ. Mà anh thích nhất là những người không tham. Còn cái hút đó cái gì mình cũng không sợ, cái đó mình sợ nhất là cái tính tham thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Tại mình vô nhà người ta làm á mà có người tham rồi cái nó. Dạ đúng rồi. Dễ mất lòng lắm vậy. Mất lòng đúng rồi. Cho nên cái phòng này thì hồi tối anh tính lấy cho 2 cha con anh kia. Nhưng mà 2 cha con anh kia có rồi. Thành ra bây giờ ok vậy có gì hỏi em. Để em hỏi cho anh coi nếu mà chỉ cho 1 người mướn coi đó bao nhiêu ha. Thì có gì lấy phòng đó cho anh ha. Nếu mà được cái giá cả gì đó em điện cho anh hay. Ok em. Rồi lấy phòng ở đi. Chứ đừng ở gì. Ở thoải mái mới có sức khỏe để đi làm. Đó. Ở gì mệt mỏi lắm em. Ở gì mệt mỏi sáng đó. Không có đủ ngủ rồi nằm không thẳng cẳng thẳng giò rồi làm sao mà đi làm được. Ờ với lại mấy cái giấy tờ kia không có cái thư nào gửi về, đưa em coi tờ giấy kia để làm cái thẻ xanh khỏi phải đóng tiền.
Cái thẻ mini keo gửi về rồi đúng không? Thì chỉ còn có cái này nữa với cái mà anh đưa cho ảnh rồi đó. Vậy có nhiêu đó thôi nè. Này mẹ em coi cái tay em cầm cái mắt. Đột lên đi, bỏ lên cái đó vô trong túi trước đi. Còn cầm con tay rất rụm lắm mẹ à. Anh bỏ cái này vô đàng hoàng đi. Bỏ vô túi. Bye nhé các bạn. Chỉ có cái này với cái nguyên một cái chồng thơ anh đưa ảnh thôi. Ủa vậy không có cái tờ giấy kia hả? Không. Ủa tờ giấy kia không có hả? Không. Ủa bữa anh ngồi mấy tờ chợ. Giấy kia là có. Đi trả tiền điện thoại đồ xong đi chợ Tết đó cũng mua được. Ủa vậy không có cái tờ giấy nào khác nữa hả? Nó không có không gửi vậy. Anh đã có hỏi bên cái chỗ thùng thư không? Có. Anh đưa thì, ra cho em. Thì có nhiều á, nó đưa anh hết vậy nhiều á. Ừ. Cái thẻ mini keo đâu? Vậy là thẻ mini keo có, phút tem có rồi đó ha. Dạ. Đó, vậy là lấy mini keo đi, lấy đi khám bệnh nha anh nhỉ. Anh chọn bác sĩ chưa? Chưa em. Thì nó mà... có gửi về kêu chọn glucose hay là gì nè, nhưng mà thôi anh cũng... cứ gọi về bác sĩ gia đình. Mình cũng biết cái sức khỏe của mình á, thành ra nếu mình không có khi nào mệt mình mới đi khám chứ không mệt đi khám chứ tốn tiền nhà nước. Đâu có đâu, mình phải đi chứ. Dạ. Mà đôi khi anh biết đâu vậy thẻ thẻ phút tem có xài chưa không vậy? Cũng có đi chợ được 2 lần rồi. Ở Golden Space. Nó có 2 cái thẻ đó đó. Mới đi trả tiền phone rồi sẵn đi vô Santimo gặp nó bán mấy cái đồ cái kỷ niệm đầu năm nè, thôi cũng vớt được cái đi nha. Mua lọc đầu năm. Lọc đầu năm hả? Thì mình tưởng chó rồi thấy này làm hình chó cũng đẹp quá, tôi mua hình luôn. Chó hả? Nhiêu vậy? Nhiêu tiền nè? Chấm à. Chấm đâu mà, ố bằng vàng hay là bằng gì? Thì nó nói bằng vàng mà mình nghĩ cái này chắc nó mạ vàng thôi, chứ vàng thì phải 4 số 9 chứ. Ở còn này nó có 3 số 9 đâu? Thì nó mới bán trước cửa tiệm vàng á. Ờ trước cửa tiệm vàng đó thì 4 số 9, còn này có 3 số 9 hả? Giá này chắc mạ chút xíu thôi. Thì kệ, mua lọc đầu năm mà. Ờ mạ chút xíu thôi kệ. Thì mình nghĩ này nó mạ một miếng thôi. Tại sao vậy, không kiếm cái mặt gì dây chuyền ta mới lấy cọng dây đen người ta xỏ lên cổ người ta đeo. Đó vậy là có thẻ rồi là đi khám bệnh, phút tem có xài hả? Có xài ăn có không? Đi chợ mấy đó bữa. Rồi bây giờ chờ lấy cái tờ giấy kia kìa, đang làm cái thẻ xanh free khỏi đóng tiền. Yeah. Thôi đóng tiền cái thẻ xanh vừa cả 700 đồng lận. Cho nên để em chờ lấy cái giấy kia đó là mình làm cái thẻ xanh khỏi tốn đồng bạc nào. Đó. Mà cái giấy kia không có rồi. Để về coi. Anh có hỏi bên kia là thư có không? Có thì mỗi lần có cái là nó gọi anh liền. Ừ. Hình như cái này á là của cái này, còn cái đó thì nó nói cái đó nó gỡ gì không vậy đó, với một cái cuốn bự đó thôi. Cái cuốn bự, cái cuốn bự là kêu chọn bác sĩ thôi. Dạ. Ừ. Thì anh cũng không biết, thì nó lấy thơ có bao nhiêu thì nó kêu anh chạy qua lấy, tại nó anh gỡ đồ á, mỗi lần có thơ nó lấy xuống nó để chỗ đồ nghề của anh đó. Tại bên đó cần đồ nghề anh chạy ra chạy vô nó. Ừ. Dạ. Cứ mở cửa vô anh lấy thôi. Ừ. Giúp anh cái phòng đó ha, được, để anh gọi mấy đứa em lên xe anh gọi liền. Okay. Lên xe gọi liền chị đó cái phòng sao. Dạ. Ha, rồi em trả lời cho anh biết, rồi anh cứ gọi tiếp đi. Okay. Coi báo thằng mở ngày mai quá rồi anh khai trương, anh nghĩ năm nay chắc có em giúp là thành công rồi. Thành công quá. Dạ, thành công phải có thành công. Ok em. Phải gán lên nha. Khai trương có cúng cái gì không? Khai trương có cúng gì không? 20 năm rồi, bây giờ nữa là năm nay bắt đầu phải làm lại từ đầu. Phải làm lại từ đầu năm mới rồi ha, năm 2021 ha. Cho nên gắng phấn đấu anh nhỉ. Phải phấn đấu lên dạ. Chứ em. Hy vọng là mọi chuyện đời sẽ tốt lành. Đâu còn kịp nữa em. Dạ. Cái cơ hội nào không nắm bắt là thôi dạ. Luôn rồi. Không nắm bắt là không còn kịp đấy anh nhỉ. Dạ. Em sẽ liên lạc cái phòng liền cho anh trong okay, bữa nay. Giờ giúp em rồi phòng. Nếu không có thì em nhờ một người bạn em á lên mạng coi trên báo trên mạng á gọi. Ok ha. Thì đây tới chiều anh cũng gọi anh Dũng, có gì nếu mà có dạ. Thì anh Dũng nói chuyện Dũng xong thì anh cũng cho em hay để em khỏi kiếm. Dạ ok anh. Dạ, dạ. Ok rồi vậy đây ha. Ok em thì trước mắt em coi kiếm nhưng mà anh đi gọi rồi. Anh thì gọi anh Dũng anh liên rồi. Lạc với anh. Em lên xe anh điện vừa chạy xe vừa liên lạc với cái chị này liền. Rồi xong rồi em sẽ điện cho anh hay ha. Ok bye bye anh. Dạ. Sẵn lên nhắn về cậu. Nhắn đi. Kha. Nếu em có coi chương trình của hàng đây, thấy thấy anh á. Thì nếu mà có giấy tờ rồi xong á, em muốn anh đi qua bển thì anh đi qua bển với em. Canada hả? À, Canada mình có em nó cũng... Tên Kha hả? Kha. Ồ, coi như anh chở thẻ xanh xong phải không? Dạ. Dạ, thì phải cái thẻ xanh làm lâu lắm, đâu phải làm tháng hay tháng có đâu. Thẻ xanh làm bây giờ cả từ 6 tháng cho lên mới lấy được thẻ xanh. Dạ, thì xong có thẻ xanh rồi thì muốn đi qua anh em giúp đỡ thì mình đi. Ha, vậy đó. Okay. Mình nói được anh nghe được nghe nếu mà em có nghe có em có là coi nghe. Em có nghe được Kha.
thì gửi cho anh cỡ 3-4 ngàn anh xây sở lúc này á em, những gì anh em mình tính sao? Vậy hả? Thiệt luôn vậy hả? Không, mình chơi bạn bè, bạn bè quý mới mình lắm. Vậy hả? Tại mình quý người ta thì người ta quý mình em. Đúng rồi, nếu mà hồi đó thì mình đã chơi nghĩa hiệp với bạn rồi thì khi mình hoạn nạn thì bạn nó đâu có bỏ mình. Chứ nghĩa nếu mà bạn bè mà không ấy, nghĩa có thằng bạn nào mà dám cầm lận 2 ngàn cho mình không? Đúng rồi, tìm thấy cách đàng hoàng chứ không phải dục vậy ha. Thì mình cũng tốt với người ta, người ta cũng tốt với mình chứ. Dạ. Okay. Thành ra mình chơi bạn mình thua thiệt bạn nhiều lắm, tại mình tốt với người ta tốt. Nhiều lắm. Thôi còn mạnh khỏe thì mình chơi hết lòng vì bạn, phải không? Dạ, không sao, ok, kệ đi. Thì mình làm lại từ đầu. Dạ. Ok em. Ok, dạ bye Nghĩa. Rồi. Hứa em, anh sẽ làm để cho em có mặt nở mặt nữa mà, chứ anh không có hư đâu. Ok rồi, vậy cảm ơn anh Nghĩa nhiều lắm đó, ráng em Nghĩa. Không có give up nha, đông give up anh Nghĩa. Cố gắng lên nha anh Nghĩa. Mình em cũng hy vọng như vậy đó. Mình cho nổi em. Dạ, em cũng hy vọng là anh Nghĩa sẽ gắng đứng lên rồi để cho khỏi phụ lòng tất cả mọi người luôn, chứ không phải riêng về em ha. Tất cả mọi người cộng đồng mạng yêu mến. Dạ. Nếu mà có điều kiện anh, cái quan niệm anh mà nếu có điều kiện mở được cái company mà để mà giúp đỡ những người vô gia cư cho người ta đứng lên, cái đó là cũng hy vọng của anh. Nhạc của mình nên mình chữ nghĩa, không biết mình làm, mình ước nguyện vậy thôi chứ mình biết mình làm nổi, trừ khi có người vợ giỏi chữ nghĩa bên cạnh đó, thì có quả mai. Thôi thôi, giờ khả năng của mình làm được cái gì tới đâu mình làm trong khả năng, mình cũng biết trong khả năng mình làm được tới đâu làm thôi. Dạ, mình làm được trong khả năng của mình là được rồi ha anh Nghĩa. Ok Nghĩa, rồi thôi vậy thằng đi nha. Dạ ba anh Nghĩa rất nhiều cảm ơn. Dạ bà con cô bác vậy nè. Dạ rất là nhiều. Dạ mình hứa với bà con cô bác mình sẽ đứng dậy để không có làm cho bà con cô bác thất vọng đâu. Dạ ok anh Nghĩa. Hay quá trời, đó ẩm ha. Em bên nhà em cũng ẩm con vậy đó. Mấy phim đăng là thiệt luôn hả? Thiệt luôn á. Người đẹp mà nói vậy. Người đẹp mà nói vậy nè. Nè chị Linh đó hả? Cũng thương mấy người vô gia cư lắm nè. Cũng kết bể mày. Cái đầu bể hả? Cái đầu có bể luôn. Chị Linh cũng thương mấy người vô gia cư đi xuống tới suối để đi thăm chị Quyền của hổng mà không có gặp chị Quyền đó. Coi như chị Quyền không có duyên với mình. Chị Quyền không có quyền với chị Linh đó. Đâu phòng đâu? Có phòng này hả? Trời mới tin đẹp đẽ vậy hả? Trời lạnh gì. Tao mang vô luôn đi Quyền. Quyền đâu hàng với Quyền vậy đó. Đừng. Ồ, cái phòng này gì đây hả? Đây nhà tắm ở đây. Ủa gì đây thôi hả chị Linh? Chị Lộc Thanh như đây. Lộc Thanh cũng không làm miệng á, cái cô chủ mà dễ thương. Là quan trọng thôi. Quan trọng là cô chủ dễ thương. Trời gửi gửi tiền luôn hả? Đúng không, bây giờ giữ tiền trước giùm cho ổng luôn đi. Gửi mày gửi trước 2 tháng đi. Đó là thiệt. Em xài hết luôn á nghe. Rồi có tiền muốn cho cô chủ giữ trước. Rồi xong hả, tháng sau biết anh ơi đưa tiền cho em nữa. À hả, đúng không, chết rồi, trước đây không có tiền. Cảm ơn thật nha. Có nhiều em rồi mà không? Nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 2 tháng nha, giữ trong 2 tháng rồi đó. Okay. Rồi. Đâu, 2 tháng có tờ 3 à, 14 hơn. Nếu mà Giang được bỏ. Anh Giang được bỏ. Có cái kệ để quần áo không? Hả? Kệ quần áo mình đây. Có chịu khó luôn nè, đi ra đây có cái sân nè. Đâu, đi ra coi cái sân nè. Toilet đâu, nấu ăn ở đâu? Đây. Ở nhà chị Kính đây hả? Còn nấu nướng thì bỏ cái lò ở đây. Có nấu cái gì hả? Có mình anh cái gì em có thể giúp anh ăn. Nào hả? Anh có tiền thành phụ thì thôi. Kìa, chị chủ nhà nấu cho ăn, ok. Là quá có phước rồi đó. Rồi khi nào thích ăn gì kia thì nấu miếng. Thấy không? Còn muốn ăn chung thì chỉ nấu chỉ cho miếng đâu có nhiều. Đó. Trời ơi, đã vậy đó. Đó chiều ra ngắm cảnh nữa. Trời ơi, em lạnh. Ở trên này là anh sạch sẽ rồi, trồng mớ rau ăn rồi đó. Trời ơi, nó có giả đẹp quá ha. Tính miêu cái phòng đây nhưng mà nhiều tiền quá. Thế hả? Tới 120 ngàn lận, phải xin đó. Phải xin đó. Cái đó phải còn cái này tính bill cái store thì thôi. Cái bill một cái store bên trong rồi đó. Chị nói, ôi trời ơi, cái khúc này sao nó bự quá vậy? Cái store này nó bự quá vậy? Chị nói, sao uổng quá thôi. Cái đó, chị nói, thôi bill cái phòng đi. Để cho bạn á. Bởi bữa chị nói phòng đó thì hai cha con thấy ở không được rồi, nhỏ. Thì đó. Chị cho nên một người thì vô quá. Chị nói thôi, chị nói cái phòng nhỏ bữa chị nói thôi. Một người thì ok. Đúng là em nói chị đẹp thôi, sức nhưng mà em giúp anh đó.
Trời ơi, anh mà về đây anh ở, anh giúp em mang chị. Thấy không? Em nói thiệt với chị, đi. Anh nghĩa gì đây ở, giúp chị sửa nhà luôn thì có. Giúp bơm thuốc cho hết tình. Nha. Đó, giúp chị sửa nhà luôn thì có chứ. Anh cần gì cái anh gọi em, coi giống như... anh lấy số phone em đi. Phải có số anh phone. Anh gọi qua cho em đi. Bây giờ phải ở đây, trả hai tháng tiền nhà, không lấy số phone mới lạ. Chọc cái linh. Cần số phone nữa, em số mấy em? Không lấy số phone mới lạ. 4+8. Thì nó nghe hết rồi, mốt nghe hết. Ai cần giúp á nha là gọi nha. Gọi Linh nha. À, Linh không có tiền nhưng mà Linh có cơm, cứ gọi cơm. Có được. Cơm, có gọi cơm. Cho cơm. Ừ, trăng cơm. Đó, đi có lần đi theo thằng hướng túi tìm chị Quyền. Mà cuối cuộc tìm không có được. 4120. 412. 9120. Tan đùng mà phải không? Dùng. 408. Thấy nha, tắt của chị Linh là rung rồi, chết rồi. Rồi chừng nào dọn vô. Dạ, có quả chưa? Giờ dọn luôn cũng được, có sao đâu. Có cái phần không trên chiếc xe đó. Ê, vậy mình phải mua đi đi kiếm tấm nệm chứ. Đâu có không, giờ anh phải chạy đi mua tấm nệm nữa. Mua tấm nệm ha. Đi mua tấm nệm đi anh. Có cần anh chở anh đi không? Không, được rồi, anh có xe mà. Ổng có xe cắt rồi, xe cắt rồi. Ok. Dạ, đúng rồi, dọn hết đi ha. Bây giờ nước uống rồi, anh phải mua. Chị Linh có hết. Nồi niêu khỏi mua, chén đũa không cần. Coi như mà đem miếng nệm vô nhà. Dạ, phải cần một cái thùng nước mua về về nhà mới vậy. Thứ nhất là nước, gạo. Gạo khỏi luôn. Chừng nào có tiền đi rồi. Bây giờ có bà chủ nhà bao gạo rồi. Khi nào có tiền đi. Bây giờ nè, bà chủ nhà bao gạo trước tạm thời rồi. Tạm thời khỏi luôn bao nước nè. Khi nào anh làm có tiền đó thì một phụ. Khi mình muốn vô nhà mới mình muốn gạo nó đầy đủ. Vậy ok rồi. Phải cho ông mua bao gạo đi. Cho mua bao gạo đi. Anh hùng hùng bao gạo, em hùng bao gạo. Dạ. Anh em có bà chủ nhà nấu cơm ha. Sướng quá. Vậy hai anh em đi chở phải không? Đi luôn. Đi đi. Tốt lắm, xe anh. Thôi đi xe em chưa đi xe đâu. Đi luôn. Thấy không, chủ nhà này thấy chưa? Quá này luôn. Ủa mà đây ông làm mẹ được rồi, tự động phải lấy sữa rồi để mình ngồi cho được chứ. Thì đó. Cái này phá cho nó ra rồi. Anh vô chích một cái nó rất em phải bung. Nó chích mẹ bể cái đầu. Vậy cái phòng này là chị mướn người ta làm hả? Muốn những người trong nhà làm á. Anh ấy cũng dễ thương. Thì nó nghe nó hơi nhỏ thiệt, chứ để được mấy nè. Thì người ở thì về cũng được rồi. Dạ, thấy ok phải không? Ừ. Ok phải không? Ok. Thì một người ở thì ăn nhiều chứ ở nhiêu. Dạ. Nói chung có chỗ mình ngủ tắm rửa. Rồi mua hết nhỏ nhỏ để lạnh hết nghĩa. Chị thấy các bạn còn có cái hết nhỏ. Chị sẵn rồi đi mua nãy mình mua cái hết nhỏ luôn. Đó, chị mới nói nè. Ừ, mua cái hết nhỏ nè, rồi cái lạnh mình có cái hết để mình kia mình ngủ chứ. Mùa hè thì ok rồi. Đây thì đây. Đi luôn hả? Đây thì đây. Để em chạy cái xe theo lại đằng kia. Đi một xe hay đi xe cho chị lên. Cái miếng nệm chở có dễ không cái xe? Cái xe hả? Mua nệm nhỏ hay sao nhỉ? Mua nệm nhỏ thôi. Rồi cái giường sắt nhỏ không? Không, chắc trước mắt anh mua cái nệm hơi. Cái nệm hơi không cần giường đâu. Mua nệm hơi. Cái nệm hơi bơm hơi khó nằm lắm đó. Thà là anh mua nệm thường đi. Mua cái nệm thường đi. Đúng rồi. Tiền hết á. Đúng rồi chị. Ok rồi xong rồi em có ra giường. Em cho anh ra giường. Chứ anh nằm nệm hơi nó mệt cái lưng anh lắm nha. Đừng có nằm nệm hơi. Okay. Nằm nệm thường thôi. Vậy thì cái chạy xe Nghĩa chở thì làm sao? Xe ổng có xe chở được cái nệm mà. Nghĩa là ai? Xe ổng hết. Ok vậy thôi mà mình đi với hành kiếp. Ổng chạy cái xe để ổng chở chứ làm sao? Phải không? Cái xe nhỏ. Xe nhỏ thôi chở, đúng không? Chỗ nào bán nệm hả? Hằng có biết không? Bán nệm thì đi... Gần đây nè, ở đường Kim Bì. Bên đường Kim Bì bên đây có hình như có chỗ bán nệm á. Chỗ nào anh dẫn đường ha? Anh biết được không? Tiệm phân này chờ nào vậy? Phân đi chờ ở đường Kim Bì cũng có vậy nè. Ok, lại đường đây đi. Cái xe em đậu tuốt bên kia kìa ha. Bây giờ đi xe em hả xe chị? Đi xe đi cũng được. Ok, để em lại em sửa xe em lại đàng hoàng cái đã, em chạy lại đây đi. Em lại em chạy lại đây đi. Rồi, đi cho mình coi cái niệm nào nhỉ? Mua niệm thôi. Mua cái niệm thôi được rồi. Đó, niệm chừng lắm. Chỉ gói có, ga niệm có. Em có. Chỉ có sẵn mấy đó rồi. Còn 100 đồng đó rồi đó. Lấy cái niệm thôi. Không đâu, không đâu. Ở nó cũng đủ rồi. Chắc cũng được. Thôi mình vô đây đi. Miếng này có lò xo luôn nè. Đang hỏi coi như. Anh ơi,
rồi nè. Cái phòng gì mà bỏ xe chuyên được đó ha. Vậy hả? Ừ, tại vì cái đó mà. Dạ. Yeah. Anh ơi, cái này đắt sao vậy? Trăm tám chục, có giường luôn hả? Dạ, 180. Anh vậy đi, tụi em có lít sao không? Lít sao rồi còn 180 hả? Anh Nghĩa, cái này có cái giường luôn, cái niệm luôn vậy, 180 bộ kìa anh Nghĩa. Muốn có giường không? Có cái giường tới không? Có 180 là 220. Cho giấy cái này đi. Không, không bớt. Không có bớt hả? Bớt đi anh. Dạ, bớt rồi đó. Giúp đỡ những người vô gia cư đi. Thiệt đó. Cái này vô gia cư bớt 10 đồng. Em cho phòng mà em cũng phải bớt 100 đồng. Có biết hay không? Rồi vậy đấy, mình bữa nay ăn. Dạ. Anh cái niệm đó làm có ok không anh? Nếu mà muốn tốt tao được lấy niệm này. Nó mắc hơn. Mắc hơn rồi. Anh bán bằng giá đi vô gia cư mà. Nó mắc hơn 30. Nghĩ hả? Thôi anh lấy cái này cho anh bán làm phước đi. Người là nó mắc lắm. Trời ơi, người ta còn hép người vô gia cư nhiều nữa mà. Thì cái này hép lấy vốn đi. Mấy cái này là bán đâu có lời. Anh bị bệnh chốt nữa đó. Bởi vì nếu mà hép ảnh được anh làm cái thuốc đó thì. Tức gấp bây giờ hả? 180 rồi. Dạ không được rồi, cái lời này mắc. Vậy hả? Ok thôi. Dạ. Trời ơi, cái ngày mình đi làm đôi khi người ta bỏ ra đồ mới chiếc xe rồi. Dạ, tới hồi mình cần thì không có, phải đi mua. Dạ, có cái mình được có định tặng cái gói không anh? Dạ. Tặng cái gói hả không? Thôi, có bánh gói. Có gì kìa vậy? Vì ngủ không vậy hả? Nó mua cái giường, cái tặng cái gối chứ. Ủa, ra ngoài lót á, nó bán nó mấy đồng đó rồi. Gì mấy đồng? Dạ. Vậy thôi, anh bán luôn, cho luôn đi. Em có gối, em có gối. Hả? Đã nói là bán cái giường, tặng cái gối á. Cái gối mà em, anh bán cái giường mà em lỗ cái gối nè, thấy không? Cái gối về thì tặng thêm cái mền nữa. Thôi, mền em có rồi. Không, mền à, cái đó Nghĩa có rồi. Mền Nghĩa có. Anh Nghĩa ngồi về cái giặt đồ luôn Nghĩa. Ở nhà có giặt đồ đó. Ừ, thôi về giặt luôn. Giặt mền, giặt đồ. Không, ở nhà có giặt, khỏi cần đi ra ngoài giặt nữa nha anh Nghĩa. Cái tiền của thằng Tùng, xấu xã hội nữa. Dạ, ở ngoài, ở nhà cho nên có cho giặt. Đỡ cây ở trên ra rồi. Cái cây dở cây trên đây được không? Được không Nghĩa? Để nằm xuống đi. Anh Nghĩa bước vô trong đi. Rồi cái lấy cái cây mình ấy nó lại thôi. Để xéo xéo không anh Nghĩa? Thôi nó không lọt. Không có dây cột mà lo gì. Rồi, okay. Cảm ơn chị nha, cảm ơn anh nha. Ok, happy new year. Anh nghĩ cho em luôn, anh nắm tặng cái xuống. Nên nó nói mua cho người vô gia cư nha, bớt 10 đồng. Bớt bơ mười gia cư bớt bán 100 đồng. Thì hát nữa bán nữa cho mà. Không cho, giờ mình phải cho. Mình phải cho, mình phải cho tiền chứ sao giờ. Anh mấy cái này á mình để gì nó chạy không? Cái đóng bẩn thì nó chạy, giờ không đóng bẩn là chạy à. Ừ. Cái nồi mà để lên đi. Mình để lên xích chút thôi. Ừ, đó đó, cái mình móc. Móc nó dài lên chút. Không nó chạy á, bị phạt. Có được móc không? Nếu móc cũng được thì mình móc lên cộng dây trên đi nhỉ. Tôi chừng nó giật lại vô mắt mình đó nghe, coi cộng dây trên đi nghĩa ơi. Móc ở trên kìa, ở chỗ cái niệm á. Hoặc là lấy cái nồi thủy ở trong. Rồi, coi như là hôm nay lấy được phòng rồi, dọn nhà luôn. Đi mua cái giường, cái nệm thảy vô là ở liền. Rồi, giờ đi về.
Bây giờ sắp xếp vô luôn. Anh còn mua cái máy hiếp đồ cái anh coi không giặt đồ nhà em. Ở nhà chị Linh có cho giặt đồ luôn, khỏi cần đi ra ngoài vậy. Mấy cái mền hả? Mấy cái mền bự hả? Mấy mền bự thì phải giặt ngoài. Ờ mền bự thì thôi ra ngoài giặt. Quần áo mình không có nói. Bây giờ bây giờ giặt mền nữa thì tạm thời có cái mền, mấy cái mền khác mình lấy đi, còn cái chừng nào rảnh thì giặt. Thôi được rồi mà để anh vô có nhà mới anh giặt cho sạch sẽ mà. Ok. Không muốn mình vô nhà mới giặt sạch sẽ. Rồi niệm rồi gì nữa? Cần gì nữa không? Vậy đủ rồi. Bây giờ anh đem nệm về nhà trước hay là sao? Đem nệm về nhà. Ờ đem nệm về nhà trước đi. Ok, okay đi. Anh mua bao gạo vậy? Anh đang mua gạo. Gạo thì hồi chú ông đi chợ ông mua. Okay. Sao? Rồi. Ha. Rồi cũng được. Ờ ông đi giặt đồ ở chợ ông mua luôn. Okay. Ông giặt mấy cái mền. Ok, rồi mình về. Phần nào vậy? Chị chủ nhà này vui tính. Má nói giờ bảo đảm ông này ổng ở nhà mình ổng sẽ tròn. Ông, người ông, chủ sao thì người xe phòng phải vậy. Xe chủ tròn bây giờ nuôi cho người xe phòng tròn luôn. Đó bây giờ có bước nè, thiệt luôn á nha. À, giờ chị Linh này thật ra là chị Linh cũng hay giúp người vô gia cư lắm nha, cho nên là biết rồi. À, vô gia thôi, vô là gia. Có nghĩa là không có gia đó, đừng hòng. Là chị Linh cũng hay đi phát đồ ăn cho những người vô gia cư nè. Rồi có lần chị Linh cũng cùng đi với Hằng để đi thăm người vô gia cư nè. Rồi bây giờ có phòng thì hép người vô gia cư nè. Đó ha, cho người vô gia cư ở mặc dù lấy tiền, nhưng mà nói là giá tiền phòng thì đúng giá, nhưng ăn là nuôi đó. Ăn là nuôi, không phải nuôi mà. Mà coi như là cái miếng ăn nó không tới đâu phải không? Ở nhà nấu nhiều là cho ăn, cho ăn thoải mái. Miễn chừng nào có sức khỏe rồi làm có tiền tính sao. Tạm thời giờ thì mình không có cho ăn. Dạ đúng rồi. Dạ vậy là quý lắm rồi. Giúp được cái gì giúp. Giúp được gì giúp, đúng rồi. Coi như mình không có hứa giúp cái gì, nhưng đúng mà thí dụ ở mình qua mình sẽ thấy coi ảnh cần cái gì thì mình sẽ giúp ảnh thôi. Dạ yeah, mình hép được gì mình hép thôi. Tiền không có cho nhưng mà cho tình thương. Cho tình thương. Dạ yeah, đúng rồi. Cho tình thương là quý cho lắm. Cho tiền nha, không có tiền cho nha. Tại vì thực tế những người vô gia cư họ rất là thiếu tình thương đó chị. Cái đó là thiệt đó tình nha. Thương thì mình sẽ cho bao la. Rồi bắt cười bữa cái thằng nó nằm ở chỗ đó đó. Mà vậy mà ha, công nhận đi bộ nha, leo lên lề xe luôn á. Rồi hả, không có lên mà để đậu mà bay lên xe luôn á. Trời ơi má ơi, thấy bà này phải xúi tôi hả, bà đi vô hả? Chị hả? Chị bay xe lên đó. Ờ chạy xe lên cho nó cái lần đó thôi. Cái lề đó. Để kiếm nó. Ấy à nói thôi. Bà hàng con hay lên đó, nó kêu. Nó kêu con ấy. Thôi lỡ dạy nha bà, em phải lên cái này nguy hiểm quá bà. Nó không có lên emergency bà. Trời ơi. Thì đó, chính vì thấy chịu không nổi là đậu xe bất cứ nơi nào. Mẹ nó dở ở dở phòng nó dở đi rồi. Bữa kia cái liều em chạy qua chạy lại em cũng thấy nè. Mình gõ cửa cái mình để cho nó bình đồ ăn với lại cho cái bao lì xì. Cái làm tay thế thua cái. Nó người gì? Nó giống hình dáng nó giống như Michael Jackson vậy đó. Mà nó đẹp trai hơn Michael Jackson, cái đầu tóc nó quăng vậy đó. Da đen. Thành ra mình gõ mình kêu nó dậy đó, kiểu mình đưa cho nó cái nó chấp xá mình vậy nè, thấy thương dễ sợ. Đâu có sao đâu, mình đang nói mình hép người mà. Nói chuyện như thiệt đó, mọi người thả tim không có thả tim mà. Thả chứ, này thả bao nhiêu cái tim luôn hết chứ. Dạ. Yeah. Bây giờ trên đường đi về. Dạ, yeah, trên đường đi về. Rồi tối nay là anh Nghĩa không có chỗ không ngay thẳng cái chân rồi. Ấm áp. Tại vì mấy bữa không ngủ không cái xe đâu không nằm mà đâu có thẳng cái chân được. Có một chút nữa. Ừ. Ông bệnh vậy. Cho nên giờ nếu có phòng phải ngủ có sức khỏe đầy đủ thì mới đi làm được chứ. Không, cho ăn được thôi, không ăn tôi bắt cho ăn. vậy là tốt rồi, không ăn bắt cho ăn nè, nghe chưa? Này mà người nhà anh Nghĩa ở Việt Nam nghe cũng mừng lắm á. Còn gì nữa? Người nhà anh Nghĩa ở đâu? Người nhà anh Nghĩa bên Việt Nam á. Mấy chị em con cháu rồi đó cũng theo dõi nè. Nghe được là mừng lắm á. Mình giá mình có tiền á, mình thích từ thiện. Dạ yeah, đúng rồi chị. Cái cuộc sống mình thoải mái á thì mình đi từ thiện á, có thời gian mình đi từ thiện. Ông chồng mình á, ông làm đầu tư nói thôi đi. Tao cần 50 ngàn, khi mày thắng cho tao 50 ngàn nha. Cái đấy. Nghe đấy. Hỏi làm gì?
thì tao đi từ thiện. Mày đầu tư mày thành công mà mày không từ thiện ông chủ mới cho. Mày phải cho tao 50 ngàn để tao đi làm từ thiện. Tao làm từ thiện. Ông người gì? Người Đài Loan. Thì nó chuyện nhỏ. Yeah. Mày nói mày nhớ nha, ông đục nó đèo quá nghe. Ông làm hả chị? Ông nói là cho từ đây tới cuối năm đi, ông sẽ cho 50 ngàn. Để làm từ thiện. Thì từ thiện sự thật á, nhiều cái để mình làm. Thì mỗi người có cái ý thức. Mỗi người có cái cách. Có cái cách, có cách từ thiện. Mình muốn trực tiếp, mình muốn tự động mình đi. Tùy theo cái cách của mình. Bạn bè ai muốn hùng gì hùng. Em hùng hay bị tôm, ok, 1 đồng cũng lấy. Đúng rồi. Vậy đó. Cái từ thiện mà bao nhiêu cũng em mà hùng bị tôm được chị Linh. Được. Để nấu đồ ăn. Mà nấu, thường thường nấu đồ ăn mấy người nấu chị Linh? Một người đứng ra nấu thì hai người phụ, giống như là sắt đậu que. Vừa rồi cô bạn mua hình như 11 bịch. Một mình sắt 6 bịch. Tổ chức nấu nhà chị hả? Nhỏ bạn được sao là tổ chức nhà mình. Coi như một đợt thì nhà người này, đợt nhà người kia. Rồi xong rồi cái đó, trời ơi, mình nhớ mình là con tắm sao mình trở thành con cám vậy trời. Tự nhiên ngồi sắt nắm đầu. Mình nhớ mình là con tắm mà sao giờ là con cám ngồi cắt một đầu. Nhưng mà mình làm mấy đó mình cũng vui chứ bộ. Thì vui đó, cái việc mình yêu thích mình vui. Mình giỡn. Chắc mẹ tắm đậu này hết cho nó xong trời. Vậy mà ngồi cầm nhà cầm ngồi nói chuyện đấy, cái xong rồi hỏi làm hồi hết. Đó, chị Linh là cũng hay nấu cơm đấy, cùng có một cái nhóm nấu cơm từ thiện để đi phát nè. Đi phát cho mấy người vô đây. Không có làm YouTube, Chỉ đi phát thôi. Thích. Làm theo cái thích chứ sở thích của mình thôi. Dạ đúng rồi. Tại vì cái đó mình phải thích mình mới làm được chị Linh. Cái đó em nói thiệt, cái là việc từ thiện này thực ra cái lòng mình phải thích cái tâm. Có hai cô mà hứa mà không đi. Là coi như là muốn làm những cái việc này đó không phải là dễ. Không phải dễ. Tại đúng rồi đó chị. Người ta không có cái tâm. Nếu mà có cái tâm á mới làm được. Dạ đúng rồi. Đúng. Đúng không? Dạ, như, đúng. Giống như là hẹn mình cái chơi mình hay leo cây. Mà không gọi luôn. Cái nói có mình chơi giới không nói mấy người chơi kỳ quá. Từ cái khi mà du hẹn á thì là du phải đến. Ngoài trừ emergency thôi. Cái này du lý do không có chính đáng, du chơi tôi á. Chơi vậy không có được. Rồi tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Nhà anh Nghĩa phải không? Nhà anh Nghĩa đó. Nhà anh Nghĩa. Anh Nghĩa mới chúng độc đắc đó nha. Đã chưa? Nói y như thiệt. Đi ra đây nè, quay cảnh đi, nhà có Nghĩa nè. Nhà Nghĩa vô gia cư á. Nghĩa vô gia cư của nhà. Đây, xung quanh ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự của Nghĩa. Của Nghĩa đó. Ngôi biệt thự của Nghĩa vô gia cư. Anh Nghĩa mới chúng độc đắc anh Nghĩa ơi. Chỉ nói là nhà này nhà của anh Nghĩa nè, quay cho mọi người coi đi. Anh Nghĩa mới chúng độc đắc nè. Công nhận hả? Chúng độc đắc đó nha. Ngày mai anh Nghĩa. Đâu có biết ngày mai đâu. Phải không? Cuộc đời đâu biết được ngày mai phải không anh Nghĩa? Nhà văn đèn đồ đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Ông Nghĩa mới chúng độc đắc. Cái này bà con cộng đồng mừng. Mừng cho Nghĩa lắm luôn ha. Hát không? Chưa sống rồi thấy chưa? Thấy chị chủ nhà lo chưa? Bây giờ con nói nhà là nhà của Nghĩa luôn kìa, quay cho mọi người coi kìa. Ở chung một nhà. Đúng rồi, mình ở chung coi như chung một mái nhà. Ê, đừng lo bên kia anh. Thấy không, nhà của anh thấy nó biết mở cửa. Đó, đúng rồi. Nhưng mà mở lộn. Chị Linh, chị Linh vui tắm lắm á. Chị Linh từng mà hát người vô gia cư nhiều lắm á. Anh Nghĩa đó là thiệt đó, không có chơi á. Chỉ đi nấu đồ ăn phát lần mà hàng trăm phần đồ ăn cho mấy người vô gia cư đó. Đừng cái đầu em nói đậm tệ đó nha. Bể nữa, sao nổi? Bể nữa, sao nổi?
Rồi vô mình kéo vườn ra luôn đi coi nó vừa nó làm sao. Rồi vô em lấy bộ ga. Chị lên chị lấy bộ ga với gối chổng luôn đi. Cái làm thành cái vườn đèn đâu bật đèn lên cái. Cái này mua cái để kiếm cái tấm thảm trải trải đây để cho ông trời đi. Ờ đúng rồi, để nó bên đây ha. Để đâu? Để hết. Rồi, anh kia anh hạ xuống được chưa? Ồ, cái giường này nằm thoải mái luôn vậy ơi. Đó, là ngay chân ngay cẳng thoải mái luôn tối nay. Khỏi còn cúp xa cúp kỉnh cúp xa nữa rồi. Rồi, cái giường sắc thoải mái luôn, dư sức. Mình ăn thì cũng vợ nữa. Thụng quá hả? Cái này thụng ghê quá, thêm 30 cái niệm kia đi. Thụng quá hả? Đau luôn, hồi nãy mình hỏi. Hồi nãy cái giường cái niệm kia nó nằm đó. Nhưng ba ba nằm thử ra anh thấy thôi thì bỏ. Không, nó bị nhúng. Thêm 30 nó đi. Thôi được rồi, để vậy mà. Trời ơi, tự nhiên mà nãy mình thêm có 30 mà tự nhiên anh quăng tôi qua mua cái niệm kia đó có được. Bởi vậy, phải nãy biết gì. Phải nãy biết gì lấy lại, tại nãy không biết cái giường. Không, hồi nãy cái giường nó khác nhau luôn chị Linh. Cái giường kia là nó bằng, nó không có lò xo nha, êm hơn á. Mình còn cái niệm nè, cái niệm này á. Thì cái giường nó không lò xo với cái niệm nó không có dấu. Đâu đâu, anh nằm thử anh biết con thì bộ không? Không? Quan trọng là phải con thì bộ không ngủ được à. Nó bị nhúng. Không, về cũng ok. Thì lấy cái gói bỏ lên. Dạ. Gói thì... Dạ, vô xua cái niệm bị nhúng là vui. Dạ. Bị nhúng. Không sao không? Này không, nhớ lắm. Nè, chưa sơn mà chưa tháo nữa. Chưa tháo. Không, chưa tháo. Nhà còn thơm mùi nước sơn. Bên em luôn, chưa tháo nè. Thôi giờ đi chút rồi đó. Thôi để chị đi lấy cái ga nệm xuống cải luôn đi chị Linh. Cái này mới cơm mà dán cái keo này mình lột ra cái sắp cắt. Đúng rồi, sắp vô hộp thì cắt bỏ nó sơn. Thôi vậy dán đi, đừng gỡ. Đừng gỡ. Không, cũng phải gỡ chứ sao cũng phải gỡ, nó cắp mình sơn lại chứ. Đừng dán mấy này, mình dán cái sát xanh nó không có chấp. Không, sát này dính nhiều lắm. Em làm anh ơi, chứ mấy người không phải thở luôn nha em. Chị sơn luôn hả? Em sơn. Lên giỏi dữ trời. Nhà lũng em cũng giá luôn. Vậy luôn hả? Bởi vậy thợ giờ thất nghiệp quá cũng vậy. Bởi vậy đó. Nhà cỡ làm hết rồi. Bây giờ đi đổi thất nghiệp thế nào? Bây giờ đổi không? Phải không? Nằm vậy đêm không? Nằm vậy ok không? Không được. Ok. Không có được. Hả? Nhưng tôi ok. Không có được thêm 30 nữa đem luôn sao? Bây giờ sao không mất công làm biến đi đổi thôi chứ thêm 30 nữa sao? Đổi xe mình đi. Mình đi đổi. Không, hồi nãy là cái kia là nó nguyên bộ chứ không phải tấm nệm chị. Phải không? Ừ, hồi nãy là cái bộ giường nó khác nhau luôn. Phải không? Phải chứ không phải tấm nệm. Nếu đổi là đổi nguyên bộ giường đó. Hồi nãy mình đâu có receipt đâu không? Đâu có receipt đâu. Không có gì đó. Nhưng mà anh làm thấy ok không? Anh thì dễ lắm ta. Tính giá anh còn nằm được cái gì. Thôi vậy hả? Thôi kệ đi. Kệ đi. Chị lấy cái ga nệm với gói xuống cho ổng đi. Ổng thấy ok vậy là được rồi. Tại vì hồi nãy là nó nguyên một bộ khác cái giường. Nó không có giống. Cho mình cày cái chỗ nằm nghỉ lưng thôi chứ không có gì quan trọng lắm. Điểm ngoài này là có cái hết không có hết lạnh nữa. Đúng rồi đó. Nó lạnh quá. Lạnh lắm, thôi anh cứ đi mua hết luôn đi anh nhỉ. Yeah. Đi vô qua mặt khóc. Để anh vô qua mặt, anh mua cái hết luôn. Để có cái hết, anh mua cái hết cao cao một chút nha. Còn nếu như thấp thì anh có cái ghế. Cái ghế mình để lên để mình nằm ngủ, mình để lên cái hết cho nó ấm á. Cái kia cũng có mấy cái có mấy kệ rồi anh nhỉ, có mấy cái kệ mình để đồ rồi kia nọ cũng được ha. Đó, lặt vặt. Có tủ lạnh nhỏ luôn. Để đồ ăn. À, cái đó làm sao vậy? Cái chân đó làm sao vậy? Con phải gắn vô đâu á. Để đi đá chân đó nha. Chị chủ nhà nói là anh ở đây là cái ăn là khỏi lo rồi kìa. Chị nấu cho anh ăn mặc thôi chứ đừng nói là ốm á. Chị nói là chỉ tròn sao là anh tròn giống như vậy rồi đó. Chị nói là chỉ tròn sao là anh tròn giống như vậy đó phải không? Tôi chọn bản sắc tôi một tay đó. Nè cho anh tặng cho bộ ga chưa xài. Trải bộ ga cho luôn đi. Có gối luôn. Cái gối nè. Thấy cái áo gối giống bộ luôn. Đó, tối nay là anh Nghĩa thoát cảnh vô gia cư rồi đó. Phải không chị Linh? Có gì nữa thiệt chứ bộ. Nè,
Nghĩa tối nay là có nơi ở ấm rồi đó nha. Tối nay mình từ đây chở sao? Từ đây chở sao đó, cái này chính miệng Nghĩa nói nè. Không phải tối nay mà từ đây chở về sao. Ok. Ok cho ông Nam đây không nói đi. Ở dưới Linh thì không để cho đi ra nữa. Hồi nãy Hằng nói là tối nay em Nghĩa thoát cảnh vô dân cư. Ông nói là không phải tối nay mà từ đây trở về sau anh Nghĩa sẽ thoát cảnh vô dân cư. Tại đó mình bệnh hoạn mới vậy với em, chứ giờ mình cũng khỏe mạnh rồi phải làm lại chứ em. Dạ, đúng rồi. Đó. Lúc bệnh nằm không nổi thì mình phải tìm cách sống cho mình chứ. Đó, kiếm người cái này hai bao lận thì hai người. Giờ kiếm thêm người nữa thì em cái gói ôm. Bây giờ phải kiếm, có hai cái... Bây giờ tạm thời á, một cái gói ôm để đi. Ừ, giờ tới sợ này á, có người nói gọi ôm đó. Ôm, gọi ôm, gọi ôm. Xe mình không gói ôm được, có đầy đủ hết chứ. Thôi, gói ôm quanh quên đi. Dục rồi. Dục đi, qua đời, đời mới rồi. Dạ, kiếm ơi, gói ôm da. Gói ôm da, phải không? Dạ, em không thuốc em bị dưỡng nha. Dạ. Rồi, bỏ thuốc bớt nữa ha. Bỏ thuốc nha, em bị dưỡng thuốc á. Ôm mất rồi. Ủa kỳ vậy nè, đây nè. Bỏ thuốc bớt nha, trước ngày hai gói, giờ ngày nửa gói nha. Ủa ngày thứ hai gói luôn hả? Được không đi trời, giờ ngày nửa gói được không đi trời. Cái thằng được này chứ. Thiệt không? Thiệt. Ừ, vô nói đó nha. Muốn thì phải lấy được chứ. Ừ, đó, muốn thì phải được chứ. Cái này nó bằng keo, cái gói này bằng keo. Rồi, vậy làm mền, phải giặt giặt mền vô, để tối nay có mền đắp. Mình thích nhất là có con chó à. Con chó đó, cho mượn luôn á. Thả xuống cho mượn luôn. Thấy không? Đi mua cái gói ôm đó nè. Cái gói ôm đó nè. Rồi anh cần cái gì đi? Kể chắc anh cần chạy đi giặt đồ, đi giặt đồ mua đi. Cái hết. Ok, yeah, mua cái hết. Ok, cái... thích kèo em rất nhiều. Rồi, ok. Thích kèo em. Rồi, nhà em làm cơm cho anh ăn. Ừ, ở nhà về chiều có cơm sẵn luôn ha. Giờ là chiều là anh có cơm sẵn cho ăn đi ha. Ok, bây giờ anh chạy đi mua đi ha. Ok, bây giờ anh chạy đi giặt mấy cái mền cho anh thịt khỏe. Dạ, ghi địa chỉ. Dạ. Có mà em có cái địa chỉ. Giờ quan trọng cho anh cái chìa khóa để tối anh về anh khỏi mất công làm phiền em thôi. Em vậy đó hả? Ok, nếu vậy thì thôi khỏi. Khỏi phần sao sao thôi khỏi. Khỏi. Có gì chổng đâu lóc, mình không có lóc mà để về mình muốn. Thứ hai nữa mình có cái gì đâu quan trọng đâu lóc. Vô tắt đèn đó nè. Ở quay cái tủ lạnh đâu cho chưa? Được rồi, cái đó. Tủ lạnh rồi. Ờ phải quay tủ lạnh rồi chứ. Tủ lạnh bây giờ phải đi mà. Có nước uống sẵn hả? Ủa, bình nước này có ai uống rồi hả? Cho có bình nước của mình đó. Wow, có đầy đủ hết. Ồ, đầy đủ nè. Ồ, coi ai ăn uống gì còn gì bỏ ra đi chị Linh hả? Không không, không cái này đồ ấy mà. Thấy có cà phê ai uống nữa chai kìa. Đâu? Hả? Ừ, tại vì cái thằng mà xe phòng đây là nó muốn vô phòng chứ kêu cho ấm cúng chứ nó đổi phòng. Đó cho nên giờ anh Nghĩa mua anh nước uống đồ ăn gì thì nước uống phải mua, tại vì nước phải mua. Ok. Đúng rồi, lấy nước cho nước lọc ở nhà ha. Ok. Có cái tiền đi, để dành tiền đi, để trả tiền nhà em đó nha. À hả, đó thấy chưa, chị chủ nhà nói là ở rồi phải để dành tiền trả tiền nhà nghe chưa. Tiền ăn thì không cần trả. Tiền ăn thì không cần trả kìa. Tiền thì phải trả cho em. Thấy không, chị chủ nhà tạm thời là cho ăn trước, khỏi cần đi nấu ăn chi cho cực kìa, thấy chưa. Đúng không? Kiếm đâu có nè. Rồi, đi mua cái gì cần hết thì mới mua. Chén, đũa, muỗng, nồi không cần không mua. Cần mua luôn. Không cần mua thì xích tiền. Giờ chỉ cần mua cái hít thôi. Mua cái hít thôi nha. Mua cái hít thôi, đừng mua gì tùm lum nữa ha. Mền thì có sẵn, không đủ mền thì em lấy thêm, đủ mền không? Đủ mền, có đủ mền. Đủ mền không có thì em lấy thêm, ở nhà em có mền. Ồ vậy hả? Bớt đi cái nào sạch. Ờ đúng rồi. Dục hết đi, dục hết đi. Còn anh thiếu cái gì á là em đưa đồ mới cho. Ừ. Ok, rồi cái gì dục. Ok. Rồi. Rồi, đi ok đi. Thôi anh. Ok dạ. Số phone em rồi phải không? Có em. Rồi đi lạc. Dạ, ở đây thỉnh thoảng em cũng còn ghé đây mà, đúng lo gì. Đó, em đâu có phải là không ghé đây đâu. Rồi, bữa nào mai anh đi làm khai trương đồ đàng hoàng rồi anh rảnh anh sắp xếp luôn, ngăn nắp rồi lại rồi. Ê. Ok. Thỉnh thoảng em ghé. Ha. Okay. Thỉnh thoảng có gì cái em điện trước khi em ghé. Chứ không phải biến luôn hả? Đâu có biến đâu trời, nghĩ sao vậy? Em tới đây bỏ đây biến luôn vậy, chị Linh ở đây mà sao bỏ đây vậy? Để đi chút về. Thôi để em quét cho. Để đi chút về mình làm thôi. Tự gì á, tự gì cái này nó yếu hơn cái đầu của anh là nó hít cái nó để mẹ cái này nó đổ. Sao cái đầu trong của ổng mà đụng vô cái bình này nó bể rồi có sao không vậy? Nó như vậy nè mà sao mà đụng cái nó bích. Hồi nãy anh đụng vô cái bình này hả?
Ở đây, cái đụng mà nó rớt xuống đất bể chứ không phải là ông đụng bể đúng không? Không có, anh đụng rớt xuống. Ờ, ông đụng rớt xuống, tôi tưởng là cái đầu ông đụng bể rồi đụng trời. Cái đầu ảnh là vậy mà không, không 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 sao, cái bền của tôi bị bể mẹ rồi. Cái đầu gì còn sao nữa. Thôi anh đi đi để tối. Okay, ừ, thôi đi mua đi, nhớ mua cái hít trước nha anh Nghĩa, để tối lạnh lắm nha. Biết mua cái chỗ mua cái hít không? Biết mà, đi quơ mặt là được rồi chị. Vậy hả? Ừ. Vô qua mặt là có mà. Ê, xe anh nó đi băng tối chỗ đó nó đinh đồ hết đó nha. Thôi để tôi đi với ông không thôi. Ê ông ơi, ông đổ xe đó ông ơi. Bây giờ hết mất đồ nghề của ông hết giờ. Cái đó đồ lặt vặt không, nó không lấy làm gì. Đồ nghề quan trọng ông cất hết rồi. Ông gửi hết rồi. Còn đó lặt vặt không hả? Sợ là ổng gia tài có nhiêu đó nó lấy mẹ nữa. Không, đồ nghề quan trọng ông cất hết rồi. Còn mấy đó lặt vặt thôi. Rồi thôi vậy em cũng đi về nha. Em về em còn phải đi công chuyện tiếp nữa nè. Dạ, ba chị nha. Bữa nào em ghé, bữa hai bữa gì nữa em ghé. Ha, ba chị. Dạ. Hết dịch đi rồi.